Bao cục bao gồm một bộ là hai chép và hai cái đế, và một có dây kìm theo đầy đủ cho các bác là 1m2, dây 1m2 để các bác mình cắm nối vào cái loa chính nha. Đối với loa siêu trép này thì các bác không cần cắm vào âm ly nha, tốn dây, các bác cắm thẳng vào cái loa chính để nó tăng hiệu suất của dải trép trở lên bén và mịn hơn, để các bác nghe nhạc nó hay hơn. Đặc biệt những cặp loa cổ như là AR, Pioneer, ghép thêm cặp loa chép này vào thì cái dàn nhạc của bác, các bác nó sẽ trở nên là rộng rãi hơn và tiếng nó bén hơn, kể cả những dòng loa JBL vân vân. Thì nôm na lại thì dòng siêu trép nó sinh ra để phục vụ hỗ trợ cái dàn loa, và tại vì siêu trép khi các bác nghe tiếng nó vẫn hay hơn những dòng trép ở trên những dòng cái loa thông dụng, kể cả những dòng loa mà khoảng 20-30 triệu, nghe cũng cái loa trép nó cũng không nghe không bằng cái siêu trép này nha bác. Tại vì siêu trép là một cái sản phẩm nó chuyên cho phần trép rồi, nên là nó hội tụ tất cả các tinh hoa và cũng như là cái tiếng nó ra nó sẽ tốt hơn, tại vì nó là dòng chuyên nghiệp của siêu trép nha. Đó, em sẽ test cho các bác cùng nghe. Và trước tiên test thì em sẽ test khi không có hai cặp trép này và khi có trép nó sẽ khác nhau như thế nào nha. Em sẽ mở cái này ra để các bác cùng xem cấu hình của dòng Veron 2 nó sẽ như thế nào. Bác nào lấy thì alo cho em, cho em tên địa chỉ, em sẽ ship hàng tận nơi. Cọc tiền hoặc là các bác nào có nhu cầu cứ em vẫn ship tận nơi tất cả các bác nha. Và giá 3 triệu nếu chuyên khoản luôn á thì em sẽ tính là 2 triệu chính. Dây nhựa đầy đủ cho tất cả các bác nha, về cắm thẳng vào cái trạm loa phía sau thôi. Vâng, đây là cái cấu hình bên trong của nó. Đây là cái loa chép Fortech nha bác, Fortech. Vẫn là cũ trép Fortech Made in Japan như Veron đợt trước, nhưng mà nó sẽ đợt này Veron 2 họ sẽ nâng cấp thêm cái phần trở cản này và phần cuộn cản này. Này rất là chi tiết và tỉ mỉ nha các bác. Đối với năm bộ nâng cấp này thì lo xếp sẽ hiệu quả hơn và sự bền bỉ của em nó trở nên sẽ trâu hơn. Đấy, thì sau đây em mời các bác cùng test với em chính nha. Đây là hiện tại là đã câu sẵn luôn nè. Đây, cặp loa chính là cặp loa JBL 1800 nha. Đây sẽ để loa chính như không nha. Đây, đây là hiện tại em đang để loa chính nè, đây không có tiếng nha. Rồi, em sẽ cào qua. Đấy, tiếng chép, các bạn thấy, để ý tiếng chép này rất là bén. Đấy, bác nào có nhu cầu thì cứ alo cho em nha. Tiếng nó sẽ sáng hơn. Đấy, cảm ơn nhiều. Tiếng rất là bén. Đây. Đây, không có trép này nha. Đây là có trép. Đây các bác có thể tự cảm nhận được. Chứ cần bỏ thêm 3 triệu các bác có thể được nâng cấp bộ dàn chúng ta. Một dải tầng và âm thanh dải cao nó sẽ rộng hơn, trải khắp phòng hơn. Rồi em chỉ xin chào, hẹn gặp lại các bác nha. Bác nào cần một cặp chép Fortech thì liên hệ Goodwin. Dòng Fortech Goodwin Veron 2 được nâng cấp khá là nhiều. Đấy, không có trép. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại các bác nha.